Đây là cảnh mà mình đang điều trị một đàn gà khách mang đến. Cả nhà nhìn thấy con gà ngoài đây nó có biểu hiện hen đau mắt. Và phân gà đây phân màu trắng. Nhìn cái phân này thì chứng tỏ cái thận của gà rất là kém. Khi mà mình kiểm tra thì mình sẽ tập trung quan sát thận nhiều hơn. Mình đang bộc lộ cái phần da của con gà ra. Khi bộc lộ thì nó sẽ có cái phần cơ ức và cơ ngực. Nhìn vào đây thì chúng ta có thể quan sát được cơ ức và cơ ngực có xuất huyết hay không, có đang kén hay không, để chúng ta chẩn đoán trong cái vấn đề bệnh sốt hoặc các bệnh virus vi khuẩn ký sinh trùng gây ra. Mình đang bộc lộ tiếp cái cơ quan ở bên trong, và khi mà mình mở cái bộ cơ quan ở bên trong, cái nhìn đầu tiên mình sẽ nhìn vào các hệ thống, cái túi khí. Nhìn xong thì mình sẽ rửa nước đi và mình sẽ quan sát tổng thể các cái cơ quan ở bên trong. Như mình nói, mình sẽ tập trung vào quan sát về thận vì mình thấy cái thận ở gà rất là kém. Đó. Và cả nhà nhìn thấy cái thận gà nó nhạt màu và nó sưng. Kết hợp với con này có biểu hiện hen nữa, mà gà này là 50 ngày tuổi thì đúng đến cái lịch làm vaccine IB H52 thì mình sẽ cho đàn này uống lại vaccine IB H52, thì mình cũng đang có nghi đến cái vấn đề y tế thận. Sau đó thì mình sẽ quan sát tiếp kỹ hơn các cái cơ quan nội tạng ở bên trong. Đó. Mình quan sát gan rồi quả tối. Mình đang quan sát côn trùng xem mà đàn này nó có bị côn trùng hay không, bằng cách nhìn từ bên ngoài vào trong và mình bộc lộ bên trong quả để xem các cái vấn đề ký sinh trùng và giun sán viêm ruột ở bên trong. Mình quan sát đến cái dạ dày tuyến của con gà để xem các cái vấn đề về gum niêu hoặc cúm nó có vấn đề gì không. Con này thì không có vấn đề gì. Mình bộc lộ cái này để quan sát cái mức độ hen ở trong đàn. Và mình mổ khám xong thì mình sẽ vào mình kê đơn cho trang trại của mình. Đây hai gói pha cháu 5 ml nước. Uống một lần. Pha cho cháu 5 ml nước để cháu khoảng 5 phút. Bác đi đây. Để 5 phút trước nhá. Thả cho cháu 1 cân đá. Một cân đá 22 kg đá. Vào cái nước ấy nhỉ? Đá liền. Dạ vâng, vào cái nước đấy. Vào cái nước bác xin luôn đấy. Đúng rồi, vào cái nước xanh của pha này. Sao mới bỏ bác xin sao vào? Xong là mới bỏ cái IBH52 vào. Đây là nước 1 này. Nước 2 này. Bỏ IBH52 vào cho uống rồi. Đấy, thằng này là một cái. Đúng rồi, đến chiều mình cắt nước thì cho uống. Rồi. Xong chiều tối này cho cháu cái bút heo 100 ml, cho cháu bút heo 100 ml cộng 100 ml for giải độc Cotetic ở nhà đấy. Người biết nhỉ, hàng thì giải độc có đấy. Đây, đúng rồi. Thả nước cho uống. Từ ngày hôm nay uống thì mấy lần không? Ngày nay tối là cho uống 2 lần, chiều ăn tối. Đây ngày 1, ngày 2 sáng và cho cháu là 100 ml tiếp theo cũng cộng 100 ml giải độc, chiều cũng tương tự, ngày 2 lần uống là mỗi lần mình sẽ hết hạn. Mỗi ngày là tương tự cho cháu hết 200 ml tiếp theo, 200 ml giải độc. Ngày 2, ngày 1, ngày 2 chú cháu uống vaccine và giải độc thận của nó ok rồi. Ngày 3, ngày 4, 3, 4, 5 thì dùng cho cháu cái sulfamono này, mono này cộng với doxy, hai cái này hạt chung với nhau cho cháu, chia cho cháu làm 3 ngày. 3 ngày là nói gì? Đúng rồi, chia cho cháu là 3 ngày uống. 3 ngày mỗi ngày với gói thằng này nữa. Vâng. Thì đến một gói cho nó đủ mỗi bữa rồi gói như vậy thôi. Đó, đây là liều của 3 ngày. Liều 3 ngày đó, chia là 3 ngày thôi. Đúng rồi, chia cháu là 3 ngày. Cái thứ hai ấy, chú Hòa đấy, thứ nhất là chú có thể trụng tán. Hoặc chú Hòa thì chú phải hòa oxy vào cho cháu trước.
nước đầy lên. Đây đây tôi xin này. Hòa cái này. Bỏ thằng này sao? Đúng rồi, cái nước phải đầy lên. Xong mới hòa cái thằng này. Đây là sang ngày thứ mấy? Sang ngày thứ 3 với thứ 5. Còn ngày hôm nay và ngày mai là chỉ cho uống giải độc và axit hữu cơ uống 6. 3 ngày sau cho uống 6 tháp bồ này là ok.